sáng nay chỗ Linh mưa sớm thôi chú anh chị, mưa sáng giờ luôn nè. Ở Linh ra đây Linh thấy ít cái trái đậu vô chút xào làm cơm trưa ăn. Được mấy cái trái đậu bữa nay hái được rồi cô chú anh chị. Đây nè, đây cũng được được 4 chùm được 8 trái. Bữa nay Linh trời mưa quá Linh không có đi chợ, hái đậu vô xào ăn. Tại mót mót mấy trái này xào cũng được một dĩa. Mưa lớn quá mình hái mấy trái này luôn. Được nhiêu cô chú anh chị, cho Linh xào tỏi ăn. Đậu đũa Linh hái được mười mấy trái cô chú anh chị. Đậu đũa này loại đậu đũa vắng, Linh hái Linh lặt ra. Bây giờ Linh đi xào tỏi nè, xào ra chắc cũng đựng dĩa nhỏ nhỏ. Trời mưa quá Linh không đi chợ nên Linh ở nhà có gì Linh làm cái đó ăn. Đã Linh vừa hái đậu đũa xong rất một đống mưa quá trời lớn luôn cô chú anh chị. Sáng nay lộng trời mưa sớm, 6 giờ lộng bắt đầu mưa, mưa tới giờ 10 giờ mấy rồi. Linh bỏ vô một ít hạt nêm, hạt nêm này có chất mặn này, Linh bỏ ít hạt nêm, Linh không có nêm muối nữa. Đậu Linh xào nãy giờ cũng đã chín này nè, cho ít gốc hành lá vô. Em trồng có 3 dây đậu, ra là có mấy trái, không có cây cặm nữa, cho nó bò đại, không được mấy trái à. Rồi đậu đũa Linh xào cũng chín rồi, bây giờ Linh tắt lửa được. Bữa nay Linh có làm thêm một món mắm chân cô chú anh chị. Linh có chân thêm 3 cái chén mắm chân. Với Linh bỏ vô Linh hấp một cục thịt nè cô chú anh chị. Cục thịt heo nữa. Và nó cũng đã chín nè. Linh bỏ gừng với xả vô hấp cho nó thơm á. Giờ Linh sẽ bỏ cái chồng đỏ trứng lên. Linh đậy lại khoảng 5 phút nữa cho nó chín. Đậy hở ra cô chú anh chị. Hấp được khoảng 5 phút rồi cô chú anh chị. Mắm bây giờ cũng đã chín rồi. Lòng trắng, lòng đỏ Linh bỏ lên mặt cũng đã chín rồi nè. Linh tắt lửa được rồi. Nãy cục thịt Linh lấy ra Linh sắc rồi. Bữa cơm Linh cũng chuẩn bị xong cô chú anh chị. Linh có luộc thêm hấp cơm chứ Linh hấp cơm cái dĩa khoai lang nè. Thì Linh cái chén mắm nêm còn cái Linh chấm với thịt luộc đó, với cà với dưa leo, ít dưa leo cà dưa leo Linh sắc Linh làm rau ăn cùng. Đây là cái chén mắm chân Linh chân cũng chín này nè. Thơm phức con cô chú anh chị, mắm này ngon. Với Linh xào
đậu đũa nè, bữa cơm của Linh đó. Giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Linh mời cô chú anh chị ăn cơm bữa cơm trưa ngày mưa gió cùng với Linh nha cô chú anh chị. Bây giờ ở ngoài trời cũng đang lác đác hoặc mưa rơi cô chú anh chị. Bữa nay chắc mưa, chỗ Linh mưa tối ngày luôn rồi. Trưa bữa nay giấc này từ 6 giờ sáng tới 11 giờ đó. Còn u ám chắc mưa. Giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Bữa cơm đậm bạc cô chú anh chị. Cái món thức ăn này hôm Linh mua hôm qua bữa nay còn á, mưa với lại cái mưa Linh không có đi chợ, Linh đem ra Linh làm ở nhà còn thịt với cá với trứng á, Linh đem ra Linh xiên mắm mấy đầu đũa rồi chưa xào làm bữa cơm ngày mưa cũng đơn giản cô chú anh chị. Đây là cái dĩa khoai lang Linh hấp cơm nè, Linh mua hôm qua một 5 củ Linh hấp cơm qua, 2 củ còn lại 3 củ Linh nay Linh hấp cơm luôn. Linh thích ăn khoai lang lắm, lâu rồi Linh mua khoai lang thì Linh hấp. Và bây giờ Linh mời tôi quý vị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Trước tiên Linh thử cái mắm trước đi. Ấy trời thơm quá à. Chưa có thử, bây giờ Linh ăn thử một miếng. Thơm phức luôn. Chân được 3 chén. Chúng ta bỏ vô cái chén nhỏ nhỏ này nè, chân cho nó mau chín không chú chị. Bỏ vô cái tô lớn nhiều chân nó lâu chín. Mình thử mắm. Mắm vừa ăn nó thôi. Trời mưa lên không có đi máy keo được. Mình chạy ra mưa lên hái được một trái cà. Cái cà chút xíu mà nó cũng được sâu nữa. Mắm là phải có cà mới ngon. Thấy người ta ăn mắm, ta hay ăn cà pháo, cà trái nhỏ nhỏ. Linh người không thích cái cà đó cô chú chị. Mua ăn lạnh là Linh không thích cái Linh cà đó, cái xa Linh không có mua nữa. Thích ăn sống, ăn trái cà dài dài. Hái đâu được 11 thì hai cái đầu lửa gì đó. Xào ra thì không thì rất là lớn. Đầu lửa mà trái trắng trắng thì ăn nó giòn hơn. Mà đầu lửa mà trái nó dài. Cái thòn á, ăn nó dai dai.
ớt mà tôi ăn cay chứ. Ăn miếng thịt luộc kèm thêm miếng dưa leo trắng với mắm nêm nè. Mắm nêm nên làm hởm, bữa nay còn còn có nhiêu đây là Linh đem ra Linh trắng thịt luộc luôn. Dạ nghe, dạ theo có mở mở. Mắm này nó còn nóng rồi, nó chưa có chắc lại. Chút nguội á, nó nhúng lại đó. Con gà sống gói ngon ngon. Chừng ba cái chén mắm này, chén bự bự được chứ gì. Ở nhà Linh thích ăn mắm chân á. Mắm chân ba chén thì là ăn từ trưa tới chiều hết luôn chứ gì. Cái chén bự bự luôn mà. Lượm cái chân mẻ. Mắm chân để chân mấy chén nguyên á nó thư dụng. Của hẳn Linh làm cái tiếp. Nướng một vịt nướng á, vịt nướng mỡ hành á. Nướng bằng cái chén này. Nó hư cái chén của Linh cũng không để nó bị nứt. Chị đen á, hai Linh chiên mắm Linh lửa mấy chén rồi để mẹ mẻ cái điện nó luôn đem ra Linh chiên dĩa khoai lang vàng ơm ngon tôi không được nhưng mà tôi thích chị ăn miếng khoai lang của chị Linh nha. Tại Linh mà tôi thích chị nha. Lan này ăn nó ngọt, lan này ăn tốt với cái gì? Ngày mình ăn một củ hay củ cho lan là tốt. Mình có mấy củ, mình đem ra Linh hấp cơm.
Từ khi có cái khoai lang vàng này là Linh không có mua khoai lang trắng. Khoai lang trắng nó bột á, ăn cũng ngon lắm. Từ khi có khoai lang này, Linh mua khoai lang này ăn hộp. Trước thì mua khoai lang trắng, sau này Linh mới có bán khoai lang này, Linh mua khoai lang này ăn ngon. Ăn cái hậu nó ngọt, không khoai lang trắng, khoai lang trắng không có bột. Buổi cơm trưa Linh chia sẻ đến đây cũng xin kết lại. Cô chú anh chị xem video của Linh á, thấy rất ủng hộ cho Linh một like, một chuông thì một lượt chia sẻ để động viên thúc đẩy tinh thần cho Linh nghe cô chú anh chị đây. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.